Liên Hợp Quốc đề xuất phương án giải quyết thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đề xuất hướng giải quyết vấn đề này trong các bức thư kín để gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và các bên liên quan, bao gồm Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 24 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra phương án giải quyết liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen trong cuộc gặp Ngoại trưởng Sergei Lavrov tại New York, Mỹ. Ông Antonio Guterres đã đề xuất hướng giải quyết vấn đề này trong các bức thư kín gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và các bên liên quan, bao gồm Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, chúng tôi sẽ nghiên cứu những ý tưởng mà Tổng thư ký Antonio Guterres đã đưa ra cho chúng tôi trong bức thư. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng, cho đến nay, việc đàm phán vấn đề này vẫn chưa có nhiều tiến triển. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, thỏa thuận giữa Moscow và Liên Hợp Quốc về đề xuất ngũ cốc và phân bón của Nga không được thực hiện và có rất nhiều chi tiết cần được thảo luận giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thư ký Antonio Guterres. Bà Zakharova nói với các phóng viên, đó là một thỏa thuận bao gồm hai phần và cả hai phần phải được thực hiện và thực hiện như nhau. Nga gần đây tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vào ngày 18 tháng 5 tới nếu những biện pháp hạn chế của phương Tây nhằm ngăn chặn xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga không được dỡ bỏ. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được ký giữa Nga và Ukraine hồi tháng 7 năm ngoái dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận đã được gia hạn 120 ngày vào tháng 1 năm 2022 và tiếp tục gia hạn 60 ngày vào ngày 18 tháng 3 vừa qua, cho đến ngày 18 tháng 5 tới. Liên quan đến vấn đề này, ngày 23 tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nêu rõ, Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Ông cũng đồng thời đề ngỏ khả năng Moscow chấm dứt thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Trên tài khoản Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev nêu rõ ý tưởng về việc cấm hoàn toàn xuất khẩu hàng hóa sang Nga cũng đồng nghĩa với việc G7 ngừng nhập khẩu hàng hóa của Nga, đặc biệt là các hàng hóa trong danh mục nhạy cảm. Ngoài ra, Nga cũng sẽ dừng thực thi thỏa thuận ngũ cốc. Trước đó, Bloomberg đưa tin giới chức các nước G7 đang thảo luận về khả năng cấm hoàn toàn hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 5 tại Hiroshima, Nhật Bản. Một số sản phẩm có thể được miễn trừ lệnh cấm này như dược phẩm, nông sản và thực phẩm. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc phản công của Ukraine, tờ Politico ngày 24 tháng 4 dẫn lời một số quan chức giấu tên cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang âm thầm chuẩn bị cho khả năng cuộc phản công được báo trước của Ukraine không mang lại chiến thắng toàn diện mà Kiev mong muốn. Theo Politico, trong khi sự ủng hộ công khai của Mỹ đối với Ukraine là không thể lay chuyển, các quan chức nước này bày tỏ quan ngại Nhà Trắng có thể hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt nếu cuộc phản công không đem lại kết quả như mong đợi. Những nhân vật có quan điểm cứng rắn sẽ cho rằng Mỹ và các đồng minh đã không cung cấp đủ vũ khí và đạn dược cho Ukraine, trong khi những nhân vật có quan điểm ôn hòa sẽ coi đó là bằng chứng cho thấy Kiev không thể chiến thắng. Ông Richard Haass, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại cho rằng, nếu Ukraine không thể giành được lợi thế đáng kể trên chiến trường, khi đó, nhiều người chắc chắn sẽ đặt câu hỏi liệu đã đến lúc đàm phán ngừng giao tranh hay chưa. Cái giá phải trả rất là đắt, Mỹ sắp hết đạn dược và Mỹ có những tình huống dự phòng khác trên thế giới cần phải chuẩn bị. Một quan chức giấu tên cho hay, Mỹ đã tăng cường vũ khí, trang thiết bị cho Ukraine và gần như hoàn thành tất cả những gì Kiev yêu cầu. Tuy nhiên, đằng sau những cánh cửa đóng kín, Mỹ lo ngại về những gì Ukraine có thể đạt được. Quân đội Mỹ tin rằng cuộc xung đột đã sa lầy vào một cuộc chiến tranh chiến hào, không bên nào có thể tiến xa và nhanh đáng kể. Theo Politico, các lực lượng của Ukraine đã sử dụng số lượng đạn dược và vũ khí lịch sử, và ngay cả sản lượng khổng lồ của phương Tây cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của Kiev. Lầu Năm Góc hiện nghi ngờ khả năng Ukraine đạt được mục tiêu tiếp cận Crimea, mặc dù quân đội Mỹ vẫn hy vọng Kiev có thể cản trở các tuyến tiếp tế của Nga. Một số quan chức Mỹ nói với Politico, một thỏa thuận đình chiến hay ngừng bắn tạm thời sẽ cho Ukraine cơ hội giành thêm một số vùng lãnh thổ sau này. Điều này đã được thực hiện trước đây với thỏa thuận Minsk năm 2015, theo sự thừa nhận gần đây của các nhà lãnh đạo Đức và Pháp vào thời điểm đó. Ngoài ra, giới chức Mỹ cũng đề xuất thuyết phục Kiev ngồi vào bàn đàm phán với cam kết cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh tương tự với một thành viên NATO, cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự, tài chính. Mặt khác, phương Tây cũng tìm cách vận động Trung Quốc thuyết phục Nga đàm phán. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác.
Thưa quý vị, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Mỹ cảm thấy khó chịu vì Nga đã đi trước họ rất nhiều về các vũ khí siêu thanh tiên tiến. Ông Vladimir Ziakov cho biết, nỗ lực của Mỹ để đuổi kịp Nga cho đến nay vẫn chưa hiệu quả lắm. Mặc dù vậy, Vụ trưởng Yemakov khẳng định Mỹ vẫn là một nước công nghệ cao với ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới và rồi có ngày họ sẽ hoàn thành các dự án vũ khí siêu thanh của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, ông Yemakov nói các chuyên gia của Nga sẽ lại tạo ra những bước phát triển mới về vũ khí. Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh, dựa trên các mục tiêu quốc phòng hiện nay và các mối đe dọa đang hình thành, Nga sẽ tiếp tục bình tĩnh và từng bước làm cho vũ khí của Nga trở nên hoàn hảo. Ngày 24 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary cho biết Hungary sẽ không ủng hộ lệnh trừng phạt đối với năng lượng hạt nhân của Nga. Theo Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter, sở dĩ Hungary tuyên bố sẽ phản đối lệnh trừng phạt trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân đối với Nga, vì nếu có lệnh trừng phạt này, việc đảm bảo an ninh năng lượng của Hungary sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới. Ông Péter cũng tuyên bố Hungary phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này không giúp giải quyết được tình hình ở Ukraine mà chỉ làm kéo dài chiến tranh. Động thái của Hungary là sự phản ứng trước lời kêu gọi của Litva đề nghị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và lời kêu gọi tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Kể từ khi diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, Hungary đã liên tục phản đối các biện pháp trừng phạt đối với các nguồn năng lượng của Nga và việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Hungary nhiều lần nhấn mạnh ủng hộ việc giải quyết cuộc xung đột bằng các cuộc đàm phán hòa bình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức quốc tế của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức này trên hệ thống truyền hình VTC và hệ thống nội dung số VTC Now. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bạn đang tìm kiếm thông tin gì trong 24 giờ qua? 19 giờ 30 hàng ngày. Những xu hướng tìm kiếm trong nước được cập nhật trực tiếp từ hiện trường. Sự kiện nóng thế giới trong ngày. Thông tin chân thực, sinh động và chính xác. Cập nhật liên tục các thông tin được khán giả quan tâm trong ngày. Tương tác với người xem qua từng phút. Xem được mọi lúc, mọi nơi trên tất cả các thiết bị. Mọi thông tin bạn quan tâm sẽ có trong xu hướng 24 giờ phiên bản mới. Phát sóng trên hệ thống truyền hình VTC, MyTV và hệ thống nội dung số VTC Now. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Putin được cho là đang phải đối mặt với các đồng minh về việc chuyển chiến lược quân sự từ tấn công sang phòng thủ trước thông tin Ukraine chuẩn bị tổ chức một cuộc phản công vào mùa xuân. Theo phân tích của các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Washington được công bố hôm 22 tháng 4, nỗ lực tuyển 400.000 lính nghĩa vụ vào lực lượng vũ trang Nga sẽ chỉ làm đóng băng tiền tuyến hiện tại ở Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng Bộ Chỉ huy quân sự của Nga có khả năng đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Putin chuyển sang các hoạt động phòng thủ. Sau khi Nga rút khỏi những khu vực quan trọng ở khu vực phía Nam Kherson và phía Đông Kharkov, nhiều tháng qua, Ukraine đã không giành được quyền kiểm soát bất kỳ vùng lãnh thổ nào ở đây. Thời tiết mùa xuân biến mặt đất thành bùn lầy, khiến các vũ khí hạng nặng gặp khó khăn trong việc di chuyển. Quân đội Nga đang giành quyền kiểm soát lãnh thổ phía nam sông Dnieper và ở khu vực phía đông Donbas, nhưng sẽ phải đối mặt với những đợt tiến công mới của quân đội Ukraine khi thời tiết tốt hơn và vũ khí mới của phương Tây được chuyển giao tới. Viện nghiên cứu chiến tranh lưu ý rằng các lực lượng vũ trang Nga đã triển khai lính nghĩa vụ để bảo vệ Crimea và có thể đang lên kế hoạch chuẩn bị các nguồn lực khác để đảm bảo rằng Nga có thể giữ lại một số phòng tuyến khi cuộc phản công của Ukraine lên đến đỉnh điểm.